Ok, chào em trai Quốc Tiến nha. Cái này chia sẻ cho anh em bận nho nhỏ thôi, chứ bận lớn thì Tuấn không biết làm đâu, chỉ biết làm những việc nho nhỏ thôi. Đây cái đồng hồ, cái này một ngày nào đấy anh em bị mất kim báo xăng, hoặc là anh em đo thông mạch 3 giây, một giây mát, giây nguồn và giây báo xăng, thì nếu kim không lên, hoặc cái đồng hồ này, đồng hồ hoặc cứ gọi đồng hồ thôi, một bên này là báo nhiệt nha, kim khi mà nhiệt độ động cơ nó nóng lên là kim báo tăng cao, thì kim báo tăng cao thì đương nhiên đồng hồ báo nhiệt sẽ báo đỏ. Còn Đình Tuấn đây mưa gió ở Bình Định này ế thôi, và ngày 22 24 tháng 2 dương lịch ở nhà đây thì, và ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch Đình Tuấn khai giảng khóa học phun xăng điện tử cho vài anh em thôi nhá. Anh em nào ok các bạn đăng ký đi. Còn Đình Tuấn ngày tiếp nhận có khoảng 2-3 họng ga này. Đây, thế thôi, xử lý nhẹ nhàng vài họng ga này nữa rồi cuộc sống đủ cá mắm, tí gạo xấu cá mắm. Nhiều anh em sao kim phun anh em mới dán keo trong này làm gì nhỉ? Các bạn không cần phải dán keo nằm ở trong cái sin này đâu. Đó, cổng siêu này, cổng sin này, các bạn có phải dán keo làm gì trong này các bạn. Quan trọng vôi nhớt các bạn bôi cho trơn tru, các bạn nhét nhẹ vào là xong. Nhiều bạn dán keo ghê quá. Đây keo này, mới này hư các bạn có thể thay cái sin khác. Dán keo mất thẩm mỹ ghê gớm. Đây keo trên keo dưới. Keo này không xin nhê đâu. Quan trọng là cổng sin này. Cổng sin này bình thường nó vẫn lòi lên, nó vẫn cho phép các bạn. Ok các bạn không cần dán keo đâu, nó kín đấy. Và Đình Tuấn hướng dẫn các bạn cách đo. Xem nhiều đi. Đình Tuấn đang phun cái nồi ngoài kia. Này hướng dẫn cho các bạn cách đo. Thì trong này chỉ có tương đương 4 lỗ, nhưng một lỗ không xài nha các bạn, nó chỉ xài 3 lỗ thôi. Một mát, một dây, ví dụ dây tín hiệu ơi, mấy dây nguồn. Đương nhiên trong này nó sẽ có một cổng bò này. Đây, cổng này tổng tới đây, xài một cổng. Và cổng con ốc này nó hai, cổng này cổng ba. Ok, xài ba cổng, tương đương cho hai cặp. Thì giá trị Đình Tuấn giới thiệu ở trong cái cuộn dây này, giá trị của nó chỉ có hai cái điện trở thôi, một con nhỏ và một con lớn nha. Đây một con nhỏ con lớn, thì ở bên này nó cũng giống nhau, một con nhỏ con lớn. Thì Tuấn chia sẻ luôn, con lớn này giá trị có khoảng 75 ohm cho tới 80 ohm đổ lại, con nhỏ này khoảng 3 đến 35 ohm. Con bên này và con bên này giống nhau luôn đấy. Còn cuộn dây này rất khó chết, càng dài kia, bộ càng dài kia, lấy bộ càng dài này, bộ nào rửa cho nhỉ, đấy ô chưa rửa bia ngon mà, hai ba nẹp đi sẽ thay nẹp không nha. Mai nắng trời này mưa quá nồi không rửa được, chưa nào rửa hết à. Thì Tuấn nói lại, đây cuộn dây này rất ít hư nha. Ok anh em, nó chỉ giá trị hai con điện trở. Thì Tuấn nhắc lại, con này có khoảng 75 cho tới 80 ohm, con này từ 30 đến 35 ohm. Thì đơn giản các bạn chỉ biết cách đo kiểm là xong. Thì Tuấn xin phép lấy hai ốc qua đây. Đây tượng trưng cho ba lỗ thì Tuấn cắm vào đây cho dễ đi. Đây. Thì ở đây sẽ có một cọc nữa. Toàn lấy này dí đây, dí đây không vừa nữa. Cái ốc này đi. Ok chưa nào. Thì những giá trị điện trở con này rất nhỏ, có khoảng có mấy chục ohm. Thì các bạn để thang đo khoảng 2k, 2k tương đương cho 2 kg. Ok chưa.
Thì các bạn sẽ lấy một que đo làm chuẩn. Hướng dẫn cho bạn nôm na cho các bạn dễ hiểu. Vậy các bạn thấy giá trị nó lên không? Khi điện trở còn sống nha. Có khoảng 160 mấy ôm. Ok. Thì que đo các bạn làm chuẩn, các bạn có thể di rời thoải mái, và các bạn cứ lấy một que que giữa các bạn làm chuẩn, tiếp tục cặp bên này. Cặp bên này có khoảng 6 mấy ôm. Cặp bên này là giá trị con điện trở nhỏ nha. Đấy các bạn thấy không? Tuấn sẽ quay que đo đây, sẽ không đụng vào que đen nữa. Đấy. Khoảng 160 lô 65. Rồi ok. Cho nó thay đổi giá trị một chút xíu không quan trọng. Rồi cặp bên kia khoảng 65 ôm. Thì lúc đấy các bạn kết luận rằng con điện trở và quận trong này còn rất tốt nha. Đấy. Rồi tiếp tục thì Tuấn qua này đo. Đo cổng bên này này. Yeah, ok. Ok nha. Đây. Và tiếp tục thì Tuấn làm như vậy. Thì như thế này các bạn chỉ cần làm đơn giản như vậy thôi. Đấy các bạn thấy giá trị đồng hồ không lên không? Ok. Nếu không lên như vậy thì các bạn kết luận ra điện toán con điện trở này đang gặp vấn đề. Các bạn lôi ra các bạn đo, hoặc các bạn đo trực tiếp luôn. Nếu không lên các bạn thay thế. Vậy thì Tuấn xin phép sẽ đo cặp nhỏ bên này luôn. Đấy, đồng hồ lên cho cái dây này chắc nó tới. Thì Tuấn thay con ốc khác. Thì Tuấn mượn ốc này sổ qua đây. Đấy các bạn thấy không? Ok chưa? Rồi Tuấn bỏ ốc qua cặp bên này. Đấy, nếu anh em nào không biết thì anh em làm như vậy nhá. Thì sẽ ra kết quả và các bạn cần thay thế con điện trở. Này thôi. Các bạn khui ra. Và điện toán xin phép được làm con điện trở này. Và để đo cho anh em lên luôn. Và xử lý hai họng ga tối nay kiếm tiền đi chợ. Ok, tốt rồi đấy. Like mạnh lên anh em thì Tuấn chia sẻ nhiều lắm. Ok. Vậy thì Tuấn xin phép đo lại cặp giá trị con điện trở bên này. Các bạn thấy không? Ok chưa nào? Đấy, khoảng 170 mấy ôm. Vậy là kết thúc. Thì Tuấn đang làm cái nồi ở bên ngoài.
Do thời lượng pin không còn nhiều, chút xíu thì Tuấn chia sẻ luôn. Sao ok ở đây? Còn cái này các bạn muốn quay lại đồng hồ nó quá dễ ở Đình Tuấn không hướng dẫn đấy nha. Quay đồng hồ trong này thì các bạn chỉ cần cắt một cái rán ra, các bạn lấy tay các bạn quay như này thì đồng hồ về tùy theo. Cái đồng hồ này quá dễ để các bạn quay, không rườm rà. Các bạn chỉ cần dùng cái vật mỏng thế này như cái tô bít, các bạn dẹp, các bạn bấy vào đây thôi. Và các bạn xoay, lấy tay các bạn xoay. Chẳng 3 nút, dù chưa một tiền lắm, trước phải 4 bụng, trước 4, trước phải 500, 5, và phục hồi nữa, mở ngoặc lại tí, 2, 9, đưa nữa hơi nhiều. Giống như mét tặng luôn, mấy tiền công, bảy tiền. Và cái này các bạn không cần tháo rời, các bạn chỉ cần đơn giản thế thôi. Quay được cái km bằng cơ này quá đơn giản, anh em chỉ cần mở ra này, anh em lấy tay, anh em xoay như này này. Đấy, là nó có thể về thoải mái, còn điện tử nó mới khó nha. Nhiều các bạn có thể mất garanti hoặc con xe chạy bị hụt ga, anh em này xoay cái vít nhựa nó lét ra luôn nhá. Cái này anh em chỉ cần tô vít mỏng thôi, xoay nhẹ nhàng. Nhiều lúc các bạn bị mất garanti, các bạn xoay muốn rớt luôn cả cái ốc chỉnh gió. Ê, cái nhông km để tặng cho nhông mới nha em trai. Dạ. Ờ nhá, hết cách. Xe này các bạn mới làm gì đâu mà TB và van cầm chừng nhăn ở ốc lục giác là muốn rớt hết ra ngoài rồi. Tè lê hạt me hết. Ok nhá, vui vẻ nhá. Ok em. Chưa chịu à? Ê bảo đưa kia, đưa cho ông bộ nồi thay kia, ông có làm. Bảo đấy, bảo thì phải làm phải như bài như vậy chứ, ai mà làm nồi làm kiểu vậy xong rồi chạy. Đúng rồi. Đây về nhà bảo này nữa này, dán keo tè le hạt me này, lau sạch đi. Nhé là sâu mà. Ừ. Ở nhà thấy nó chạy bông kia. Má hẳn ghê lắm, dòm ngó đủ kiểu con đà điểu. Biết đeo trong đó là một dòm. Anh ở nhà anh tự ấy mà. Tự ấy mẹ gì hay quả này làm này. Không, tự mơ hầm gà với kim phun gà súc. Biết đó. Cái chai xịt tẩy đồ luôn biết hết đó. Anh nhớ cha đây vậy mà chỉnh tính lắm. Chăng cái mẹ. Biết cái gì. Bảo làm nồi ấy, tôi bao ông chạy. Hiểu không? Còn bố là ông nói là ông đi chạy. Cái cha ngày xưa làm lợi xăng ấy. Ừ. Bán bè đó. Nó đi cứ gặp tiền xăng tiền đỏ, gặp ba đi lao, Novo mà đời nhà Tống nhà Vinh ấy là nó gạ. Ê, xe này có hao xăng không? Ghé tôi làm cho. Thấy không? Ê. Ấy chỗ hiện tại lên cái tối một bịt. Tối giờ về nhà tin lúa. Ê không đòi thằng kia chịu à? Bữa tiền đấy anh chú nợ anh đấy nha. Anh trả chú rồi đó, anh bảo cho chú nợ 1 triệu tiền đó đó.
nhớ không? Dao phục hộ đó. Đó. Hả? Cộng hả? Chứ anh cứ nghĩ là tưởng anh cho chú nợ 1 triệu. Phải 5 năm. Cấm cho nợ cho đấy nhá. Nợ 1.000 là phải trả đấy. Năm nay không cho nào nợ hết. Ok, tí mang bỏ lục giác đẩy lên chút bảo ok rồi đấy. Sửa lại chút. Thôi ra đây, đưa bộ lục giác ra đây. Chào anh em nha. Ê, nhà có bộ lục giác bông hay chi? Thôi kìa, lấy bộ lục giác ngoài kia đây. Mang miếng nhựa ghê à? Hả? Miếng nhựa đưa rồi mày mà bàn ở đây. Làm gì? Đấy, cái bộ đấy thì mẹ chưa rửa. Hả? Có phụ nữ không? Phụ nữ đừng đi lò xo chị. Hả? Sao em? Trên gác kia trên đấy còn bộ nữa đây. Để bản thân chủ nó đẩy lên. Đủ đường đủ sang. Là gì đây? Chẳng làm gì anh xong tháo mới hỏng ra rồi vệ sinh thôi nha mọi người. Không có nợ gì hết cũng kiến rồi. Thời buổi này mà làm ăn mà nợ nần gì em. Có tiền thì sửa xe, không có tiền thì để xe lại thế thôi chứ. Thời buổi này mà làm ăn mà nợ nữa thôi chứ. Nợ mất hết, không có nợ. Bận thế. Xịt cái nó mới sạch được. Có gì đâu anh em ơi. Giải quyết nó gọn lẹ hết. Chẳng bao giờ tính toán phải thay cái lò xo bên trong bao giờ cả. Nghe trên mạng xã hội bán cái lò xo của ban cầm chừng nhanh nhiều lắm anh em ơi. Đây nó chỉ là quần từ. Một cái thanh từ hít hút, miễn sao các bạn lấy ra cảm thấy nó nhịp này là ok. Còn nghe vẻ bảo cái van à, bảo cái lò xo này nó trùng, nó ngắn, nó bị òa ga, với tính toán thì chẳng bao quan trọng. Đây phải mua cái lò xo dài hơn, làm gì đâu cho phí. Thiết thì các bạn nhịp nhịp ra một chút xíu thôi, đừng nhịp ra nhiều nhá.
này không quan trọng, nó búng nhả được à. Đấy này, đừng có kéo nó dán nó hư hết. Hỏng ga có gì đâu, chỉ bảo anh em. Nhịp nhả nó nhún nhún thế thôi. Còn ngày 24 tháng 2 dương lịch tới đây thì Tuấn hướng dẫn cho anh em nhé. Anh em nhớ đến tới giờ, nhằm vào ngày mùng 2 đầu tháng 2 âm lịch. Cái này nó quá dễ rồi anh em ơi. Qua mình phòng ngừa, mình tháo ra mình làm, mình tháo ra mình kiểm tra luôn cho chắc. Khó gì khó làm điện tử thôi, cái này dễ lắm. TBS thì người ta kéo lên hạ xuống, kéo lên đủ các kiểu hết anh em ơi. Biển sao ok là được rồi. Ngoài kia đang phun nồi. Anh em nào mua nồi thì inbox này, 270k bao ship, cả bố ba càng, cả bát chậu. K44 Edison.
Edison. Sau xẹp nữa nhỉ, lại lốp chào anh em nhá. Có anh em nào có nhu cầu gia công hay là cần mua nồi niêu xoong chảo thì anh em cứ liên hệ. Đó, Điện Toán bán luôn và gia công nồi niêu cho anh em luôn. Rồi, chào mọi người nhé.